Mời vào. Quanh hả? Dạ. Có chuyện gì vậy em? Mời vào. Em chào thầy. Thầy muốn phạt tụi em gì nữa đúng không? Ủa? Phạt hả? Phạt gì? Mà phạt ai? Dạ, thầy. Các em trong lớp MQT8 liên tục mất trật tự trong giờ học, còn tự ý không tham gia hoạt động trường, nên phạt quanh và cả lớp thu dọn rác xung quanh trường. Cái gì thì khái? Cái lớp MKT8 là một cái mũi nhọn của trường, toàn là nhân tài, sinh viên giỏi, hiểu chưa? Nếu mà lỡ mà nó có quậy phá làng phá xóm, nó có ồn ào mất trật tự thì là bao che, là bưng bít. Bỏ qua đi, tất cả là gì lợi ích của khoa, của trường, thầy hiểu chưa? Các em là sinh viên nên phải được rèn luyện. Một ý thức bằng 10 kiến thức thầy à. Có lỗi thì phải bị phạt chứ. Nhưng mà rồi thầy đổi hình phạt được không? Bây giờ tôi nói giả dụ như là phạt đi vô thư viện ngồi đọc sách. Đó đúng rồi, hay lắm. Chứ rác rến hôi lắm, dơ lắm. Cái hôm hội văn nghệ của lớp, tại vì tụi em phải học kiểm tra giữa kỳ, với lại lên lớp thì tụi em cũng chỉ trao đổi bài thôi mà. Tụi em ngoan mà thầy. Trời đất ơi, trời ơi, thầy Khải ơi là thầy Khải, thầy muốn cho tôi chết rồi sao hả thầy Khải? Hả? Trời đất ơi, tại sao lại đi du quan giá quả cho sinh viên của trường vậy? Mà nhất là sinh viên giỏi nữa. Hả? Thầy Khải còn bắt tụi em đi dọn rác ở trời nắng chang chang luôn á thầy. Mọi người còn đang làm, em bị chóng mặt quá nên là mọi người kêu em nghỉ chút. Trời ơi, gì? Dẹp, dẹp hết không? Nói không nghe gì hết trời. Quanh em mệt lắm hả? Dạ. Thầy cho xe chở đi bệnh viện đi cấp cứu ha. Ha. Thôi hả? Thôi hả? Không đi hả? Thầy cho người đi mua về cho em ăn nha. Nha. Nhớ ngoan, đừng có mét lại ba cái vụ này nha không? Dạ em biết rồi thầy. Ừ. Dạ. Ở lớp trật tự. Hôm nay chúng ta sẽ học về khả năng giải quyết vấn đề. Trước hết là nhìn nhận vấn đề. Quanh. Bọn Quanh. Quanh à, thầy đang nói chuyện với em á. Em là lớp trưởng, không làm gương cho các bạn, còn gây nhạc công khai trong giờ học nữa. Ủa thầy, em có nghe nhạc công khai gì đâu. Tại vì thầy hiệu trưởng kêu em nghỉ ngơi mà. Em muốn nghỉ ngơi phải không? Sao em không lên phòng y tế đi? Thầy thấy em cố tình bài đầu á, cho mấy đứa chống lại giảng viên, có đúng không? Nữa, thầy cứ đổ lỗi cho tụi em hoài à. Thầy có bằng chứng không? Mà thầy cứ nói vậy. Vậy chứ em nói em mệt phải không? Em bệnh, em nhức đầu, em có bằng chứng không? Không lẽ bây giờ thầy muốn em lên kêu thầy hiệu trưởng xuống đây để làm chứng cho em hả? Thầy muốn gì không? Sao thầy ngộ ghê á? Thầy có thích chỉ mũi dùi như trong tụi em hoài à. Thầy có biết ba Hoàng Quanh là ai không? Ba Hoàng... Không phải là em dựa vô ba em. Nhưng điều đó không có nghĩa là thầy muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Ok. Vậy theo quy định của trường, từ đầu tiết tới bây giờ, cả lớp rất mất trật tự. Ồ, đó là mấy bạn kia mà thầy. Tụi em với Hoàng Oanh đâu có nói gì ồn đâu. Cả lớp ngồi xuống. Gì? Tôi mới đi tới cửa lớp mà tôi nghe cái gì mà bằng chứng, bằng kiến hả? Dạ, thưa thầy. Thầy Khải nói lớp tụi em ồn ào, rồi bắt em phải chịu trách nhiệm nữa thầy.
Tụi em oan lắm luôn thầy ơi. Ồn ào. Lớp em ru gì mà ồn ào chỗ nào đó. Ai nói ồn ào hồi nào? Thầy à, em mời thầy xem. Gì? Rất mất trật tự và ồn ào. Gì? Ê, vậy là quá lắm rồi hả không? Mấy em về thầy đâu có nói gì được nữa đâu, phải không? Thì thôi bây giờ thầy Khải cứ theo quy định là phạt cả lớp. Còn Hoàng Quanh, dạ, đi theo thầy lên văn phòng đoàn có việc. Dạ. Thầy à, thầy ơi, khoan đã. Khoan đã. Hoàng Quanh sẽ lên giúp thầy sau giờ học. Em muốn Hoàng Quanh ngồi đây học trước đã. Sao? Thầy không nghe ý kiến tôi hả? Thầy à, nếu thầy đã tin tưởng em, cho em làm chủ nhiệm lớp MKT8 trong vòng 6 tháng thì em cũng mong thầy nghe ý kiến em. Phải tập tuân thủ nội quy của lớp. Bây giờ làm sao? Thầy quyết vậy rồi phải không? Rồi, thôi vậy đi. Ai không muốn học đi ra khỏi lớp cũng đồng nghĩa với việc bị chia đôi điểm giữa kỳ vì tội mất trật tự. Rồi, mời các em mở sách ra. Ai vậy? Có ai không? Không có giỡn nha. Đành mất mặt một lần. Alo, cô Hương à? Trời ơi, Quanh! Bà sẽ cứu con. Kìa, có chủ kìa. Ra đây. Quanh, bà tới rồi. Nín con. Bà sẽ đưa con. Quanh! Bà Vũ. Dạ, thưa ông chủ. Cô chủ đâu rồi? À, dạ, cô chủ vẫn còn ngủ chưa dậy thưa ông. Cứ để cho nó ngủ. À, dạ. Chị nhớ căn dặn mấy cái thằng bảo vệ đi đứng cho nó đàng hoàng, đừng có gây ra tiếng ồn nghe chưa. À, dạ, tôi biết rồi thưa ông. Dạ, ông chủ ơi, đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Bữa nay ông chủ có nấu thức ăn sáng cho cô chủ không thưa ông? Để tôi nấu cho nó ăn. À, dạ. À, chị chủ khó ra ngoài, kêu thằng Quang vô đây giùm tôi. À dạ, tôi biết rồi, tôi đi liền. Chú gọi con. Ừ. Kể từ ngày hôm nay. Dạ. Con phải đi theo sát cô chủ 24/24. Dạ. Nếu cần thiết. Dạ. Thì phải tuyển thêm người. Dạ. Đặc biệt. Dạ. Không được để cho bất kỳ một thằng đàn ông nào đi theo tán tỉnh, thậm chí là tới gần cô chủ. Dạ. Cấm không cho thằng đàn ông nào đi theo tán tỉnh và đi gần cô chủ. Ừ. Cấm. Ủa thí dụ như con với chú là đàn ông thì có tính luôn không nghe chú? Không, chú nhìn con là con hiểu rồi, là không tính, không tính. Vậy là cấm bất cứ thằng đàn ông nào tiếp cận tán tỉnh cô chủ, trừ con với chú thôi. Thí dụ như là nhìn bên ngoài là đàn ông nhưng mà bên trong không phải là đàn ông thì có tính không chú?
À, chú nhìn con vậy là con hiểu rồi. Chú cứ yên tâm, cả thế giới đều còn lo cho. Nè 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 nè, Quang, Quang, tao đã nói gì đâu mà mày hiểu? Bảo vệ cô chủ 24/24, không rời nửa bước. Ôi, cái đồ biến thái, anh đi ra ngoài nghe cho tôi. Cô chủ à, tôi thích đi Thái, ăn lẩu Thái, mắm Thái, massage Thái, chứ không có biến thái. Đây là lệnh của ông chủ, cô cứ tự nhiên thoải mái đi, cả thế giới để tôi lo. Tôi nói gì anh có nghe không hả? Ba ơi, ba, ba ơi. Ba coi nè, trời ơi, cái ông biến thái này tự nhiên đứng trong phòng con là sao? Ba đuổi cái tên biến thái này ra ngoài cho con đi. Vô ích. Lệnh của ông chủ, bảo vệ cô chủ 24/24, không rời nửa bước. Đến. Được rồi, để bà xử cho. Cái thằng kia. Dạ. Tao kêu mày canh chừng con gái tao. Chính xác. Chứ tao đâu có nói mày được quyền tự tiện chui vô phòng của con gái tao. Mà mày xử sự như là cái thằng tâm thần vậy hả? Đi ra ngoài. Cũng chủ không thì ông chủ dặn con là không rời nửa bước, rồi 24 tiếng trong một ngày, rồi lỡ con lơ là giây nào phút nào rồi ông chủ trừ lương con sao? Đích. Bộ mày không biết tìm cái cách nào đó cho nó linh hoạt hơn hả? Cái thằng não phản. Đi ra ngoài suy nghĩ tiếp đi. Đi liền. Não không tròn mà. Tròn. Con gái. Thôi bà, nó đi rồi, bà xin lỗi. Con cũng biết đó, thằng đó bị khùng mà. Thôi, buổi sáng cười với ba cái để ba làm ăn cho nó hên quá. Tại ba hết đó. Ừ. Con đã nói rồi, đừng có cho người theo bảo vệ con rồi mà. Ba cũng ra ngoài giùm con luôn đi. Thôi mà, đi. Ba xin lỗi rồi ba mà. Ba đi ra ngoài đi, sau này ba đừng có kêu người theo bảo vệ con nữa. Ừ. Mày muốn đi ba ra ngoài đi. Mày muốn ba không làm vậy nữa. Thôi ba đi ra ngoài đi. Con muốn được tự do. Quanh ơi Quanh. Trời ơi, con thở không nổi với ba luôn đó. Con lớn rồi mà. Hàng đã cập bến chưa? Tốt. Đương nhiên, phí bôi trơn lúc nào cũng phải có. Cái gì? Không bôi trơn được hả? Không được thì phá máy. Thế phụ tùng khác vô. Chú, con có chuyện muốn tâm sự với chú. Chờ chút. Nói tiếp đi. Dạ, con cũng không ngờ luôn á. Này chỉ có trong phim mới có. Tao biểu mày chờ một chút. Chú mời nói con nói tiếp à. Ra ngoài. Mày đứng đó tao đá một cái đi chứ. Cái gì đừng có trách con nghe. Sau này lại trách tại sao không báo cô chủ giật lòng cái láo. Rồi chú quay được cái sổ rồi chơi bạn rồi lỗi tai nạn. Cái gì đừng có trách con. Chú gì? Mày nói cái gì nói lại ngắn gọn cho tao nghe coi. Cô chủ trốn ra ngoài đi chơi với bạn. Hồi nào? Tính luôn khoảng thời gian mà chú câu giờ của con á là tròn 7:49 phút rồi đó. Trời đất ơi, tao đã biểu mày canh chừng nó 24/24 rồi kia mà. Trời đất ơi, cũng chú không 24/24 có nghĩa là con phải chui vô phòng của chủ. Mà hồi nãy chú đuối con ra khỏi phòng lơ là một phút rồi là trốn ra ngoài rồi thấy chưa. 24/24 khái niệm đó là nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Máy móc thì cũng phải ra lệnh bằng giọng nói. Con hiểu thì chú phải nói, con phải hiểu chứ. Chú bình tĩnh, cả thế giới để con lo. Chú ngồi xuống đi. Những việc này con rất có nhiều kinh nghiệm. Chú ngồi xuống. Chú cứ ngồi xuống. Thôi chú đứng. Nói chung là bây giờ đội hình, chiến thuật và kế hoạch tác chiến như thế nào? Chú nghĩ sao? Tôi tát vô mặt mày một cái gì vậy? Tác chiến cái gì? Không bao giờ được để cho cô chủ ra ngoài một mình. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Mày hiểu chưa? Đi kiếm nó về đi. Trời ơi, vợ đó nắp. Đi. À, mình bà trốn đi vậy á,
Ba không sợ ba bà giận hả? Tôi không giận ba tôi thì thôi, mắc gì ba tôi giận tôi. Bây giờ tôi không biết làm sao để mà chữa trị cái bệnh sợ trai đến gần tôi của ba tôi luôn á. Càng ngày tôi thấy càng nặng lắm luôn á. Ồ, chán quá. Anh bảo vệ cô chủ 24/24 không rời nửa bước. Thông cảm đi, đây là lệnh của ông chủ. Ai biểu anh nghe lời ba tôi làm chi? Cô chủ thử nghĩ xem, giữa cô với ông chủ ai là người trả lương cho tôi? Ba tôi trả lương, nhưng mà từ bây giờ tôi trả lương. Cô chủ đừng có lấy tiền bạc ra để so lòng người. Bao nhiêu? Gấp đôi luôn. Thiệt không? Thiệt. Họ giỡn thôi. Cái việc mà ông chủ cho tiền cô mỗi ngày ai mà chả biết. Được rồi, để coi thử anh theo tôi nổi không. Anh chính ngang coi. Quên. Ba, con không có chịu đâu. Hai đứa, một lần nữa, nếu mà chú thấy hai đứa rủ quần quanh đi chơi thì cho dù có thân cách mấy chú cũng không tha, rõ chưa? Dạ. Ba à, là tại con chứ đâu phải tại bạn con đâu. Ba muốn như vậy lắm đúng không? Con về nhà con chết cho ba coi. Kìa, quên. Còn gì trái? Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo. Trời ơi, thì phải ra lệnh chứ, máy móc thì phải ra lệnh, mà giọng nói thì phải nói chứ, nó không nói ai hiểu. Cái này là trà sữa hả? Dạ. Làm gì vậy? Đánh ra. Thôi, đi về. Thôi, uống vô xong. Mập lắm rồi, không có uống nữa. Đi. Dạ, em chào anh chị. Cái gì vậy? Cái. Muốn gì? Cho em một sữa tôi cho đường đen. Cho mình một cái trà cam vàng. Thầy Khải. Thầy Khải. Nhìn đi. Dạ, tiền của anh chị là 100 ạ. Thôi để em, đừng. Đây em có tiền lẻ đây. Không có cần khách sáo gì đâu. Dạ. Để em đi. Ô, em dính gì đây? Ô, em dính gì? Ở dưới ở đây á. Anh chị. Dạ, em gửi lại cho cô. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh chị. Trời ơi, tôi không ngờ hai người đó tiến triển nhanh vậy luôn á. Mê trai nhìn cái mặt gai lắm á nha. Hay là mình đăng cái ảnh này lên trang của trường đi. Dạ thưa chú, bằng tất cả những tâm huyết, sự sáng tạo, nhạy bén và khéo tài của con, con đã quyết định nhờ bà Tám giúp việc pha giúp con một ly trà sữa y chang ngoài tiệm pha, đúng hàng chính hãng. Chú uống thử rồi, con uống thử rồi á, chú uống thử rồi. Hay quá, rốt cuộc cũng phải nhờ bà Tám. Thì bà đầu bếp mà. À, anh nè. Dạ dạ. Hôm trước con đi theo dõi cô chủ. Dạ đúng rồi. Con có nghe cô chủ nói gì không? Dạ đương nhiên có rồi. Cậu nói nói lẹ lên. Dạ cậu nói nếu như ông chủ mà cho người theo dõi cậu nữa là cậu tuyệt thực á.
cô nói vậy á. Thằng con đi hả chú? Tao biểu mày đứng ra đằng kia. Thì chú nói đi hay ở thì chú nói một tiếng như chứ, giờ mai mốc thì cũng phải ra lệnh bằng giọng nói thì người ta mới hiểu chứ, con là con người phải trâu bò được con. Wow. Mày wow wow cái gì đó? Tươi tươi, sữa tươi chú, sữa tươi. Sữa tươi. Mày muốn bị đuổi việc phải không? Quay mặt ra ngoài. Dạ. Quanh. Quanh. Đeo tai nghe sao nghe chú. Nhà có đàn ông ăn mặc cái kiểu gì kỳ vậy hả? Thì ba là ba của con mà, có sao đâu. Ờ, sao đâu. Vậy con thằng này, ừ, nó là con khỉ hả? Chú. Vậy thì ba đuổi con khỉ đi. Vậy là xong. Chú, bảo vệ con, kẹt kẹt. Ba năn nỉ con đó, bây giờ con chịu khó lên lầu thay bộ đồ khác kín đáo đàng hoàng rồi xuống đây, hai cha con mình sẽ cùng nhau uống trà sữa. Bà Tám mới vừa bào chế một cái thứ trà sữa giống hệt như cái thứ mà con uống ở ngoài quán á. Từ nay con khỏi ra ngoài đó nữa, ở nhà uống trà sữa với ba được rồi hen. Dạ thưa ba. Thứ nhất, ba có thấy ai đi bơi mà ăn mặc kín mít không? Không. Điều thứ hai, cái con cần á là bạn bè cùng trang lứa với con, chứ đâu phải là ngồi đây uống trà sữa với ba đâu. Ba phải biết á là con đi học thì phải tiếp xúc với mọi người xung quanh với con chứ. Ủa trong tâm lý phải hiểu. Uống mà chú uống đi. Ê, bỏ like tôi bữa hình xong coi. Ừ, tôi đang ngồi nói chuyện với ba tôi. Ủa mà hình gì vậy? Bà tự coi đi. Soái ca của lớp mình hẹn hò với cô Hương kìa. À, ý bà nói là thầy Khải hả? Ờ, tôi coi liền, tôi coi liền. Coi liền, coi anh nghe. Ờ, trời ơi, chú không uống hết đi, nó tan đá, nó lạc, không có ngon chú uống đi chú. Trà sữa nó phải uống liền, uống cho hết nó mới ngon chú. Có nên up lên Facebook giống MKT8 không ta? Khoan, để tôi suy nghĩ xíu đã. Nè, phải điều tra coi coi thầy Khải là người nào, nghe chưa? Con bác sĩ cắn lưỡi. Bà nói là thầy Khải hả? Dạ thưa chú, người đã được đưa tới. Ừ, dẫn vô đi. Dạ. Đi vô đi, rồi sẽ biết gặp ai. Cậu là thầy chủ nhiệm của lớp Marketing 8 đúng không? Không là ai. Việc bắt bớ người như vậy là vi phạm pháp luật, ông có biết không? Hoàng Oanh là con gái tôi. Tôi muốn cậu phải đi theo sát,
và bảo vệ nó. Và đặc biệt, cấm không để cho bất kỳ một nam sinh viên nào đi theo ve vãn tán tỉnh con gái tôi, kể cả việc nó yêu đương ở trong trường. Tôi là thầy giáo, chuyện học sinh yêu đương đó là chuyện riêng tư của tụi nó. Tôi không có cấm được. Tuy nhiên tôi không cổ suý cho chuyện đó. Nhưng mà việc quản lý đời tư của học sinh, đó là việc của gia đình mà. Đây là mệnh lệnh. Nếu cậu không thực hiện, cậu biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó.